uống thuốc kháng virus thì cháu uống một thời gian cũng gần một năm thì cháu cũng bị cũng xuống đến 10 mũ 5 đến 10 mũ 6 thì đến đấy thì là nó cũng chỉ dừng lại xong thì không uống thuốc thì nó lại tăng lên thế thì cũng nói chung thuốc cũng phải uống mãi thì nhưng mà nó không khỏe hẳn. Có đứa cháu gái thì ở làm bác sĩ ở ngoài Hà Nội, cháu nó rất giỏi, cháu nó có giới thiệu cho cô là chữa bệnh viêm gan B đấy là khoảng một can đấy thì cô cũng mua luôn cho con uống thì uống được 3 tháng thì là nó từ 10 mũ 5, 10 mũ 6 thì uống 3 tháng thì nó giảm xuống 10 mũ 2 thì cô mới thấy nói chung là cũng cháu cũng giảm thì là cô cũng mừng để cho cháu uống tiếp, con uống tiếp là 3 tháng nữa. Về sau nó uống thuốc thì sau này thì nó lại về âm tính thế cho nên nói chung là gia đình cũng mừng. Thế là cũng về sau cháu nó vẫn uống thế 6 tháng thì cháu nó lại khỏe khỏe từ cháu mới đi lấy vợ. Cái lấy vợ vẫn là bình thường, cũng là ở Hà Nội thì cháu cũng bây giờ cháu lại có con rồi thế cho nên gia đình cũng mừng.